Vì sao lại có sóng thần? Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tri thức quanh ta. Mọi người có từng nghĩ cuộc sống yên bình của chúng ta sẽ thay đổi ghê gớm ra sao nếu một ngày nào đó có sự xuất hiện của một cơn sóng thần không? Ồ, chắc chắn sẽ rất là đáng sợ phải không nào? Chắc chắn rồi hẳn là chúng ta vẫn còn ám ảnh bởi những trận sóng thần từng xảy ra trong lịch sử của nhân loại. Không cần phải xa xôi lắm, chỉ mới cách đây 9 năm, tức là vào năm 2011, trận cuồng thủy ở Nhật làm con số thiệt mạng lên đến 19.000 người cơ đấy. Hay ở Đông Nam Á chúng ta, vào năm 2004, ở Indonesia, con số thiệt mạng vì thảm họa này lại lên tới mức kinh điển là 220.000 mạng người. Thật là không thể tưởng tượng được phải không nào? Ngay đến đây thì các bạn cũng nóng lòng muốn tìm hiểu kỹ về thảm họa này rồi phải không? Ok, hãy đi cùng tôi ngay bây giờ. Sống thân là gì? Ngắn gọn thôi, sóng thần là một loạt các đợt sóng tạo nên khi một thể tích lớn của nước đại dương bị chuyển dịch chớp nhoáng trên một quy mô lớn. Một định nghĩa rất ngắn gọn phải không nào? Vậy sóng thần hình thành từ đâu? Đây mới là điều tôi cũng như các bạn thật sự quan tâm đây. Từ những thập niên 50 của thế kỷ trước, người ta đã khám phá ra rằng những cơn sóng thần lớn có thể xuất hiện từ các vụ lở đất, hoạt động phun trào núi lửa và các vụ va chạm thiên thạch. Các cơn sóng thần với xuất hiện từ những nguyên nhân đó. Vậy thì động đất hay thậm chí là gió có tác động gì đến việc hình thành sóng thần hay không? Xin trả lời ngay là có nhé các bạn những trận động đất do nguyên nhân va chạm mảng đặc biệt hay tạo ra các cơn sóng thần khi một mảng đại dương va chạm với một mảng lục địa đôi khi nó làm rìa mảng lục địa chuyển động xuống dưới cuối cùng áp suất quá lớn tác dụng lên rìa mảng khiến nó nhảy giật lùi lại tạo ra các đợt sóng chấn động vào vỏ trái đất khiến xảy ra cơn địa chấn dưới lòng biển được gọi là động đất tại đáy biển Nghe thật là sợ phải không nào? Còn gió thì sao? Nghe có vẻ rất kỳ lạ, nhưng hoàn toàn là có đấy nhé. Những cơn sóng biển hình thành do gió bình thường chỉ có chu kỳ rất ngắn trong 10 giây. Nhưng ở những vùng biển sâu và rộng, các cơn sóng thần có chu kỳ rất dài, có thể từ phút tới nhiều giờ. Trong khi những con sóng biển bình thường chỉ cao chưa tới 1 mét, khi có gió thổi mạnh từ cấp 4, cấp 5 thì sóng cao từ 2 đến 4 m. Sóng biển thông thường chỉ cao tới 10 m khi có bão. Đừng xem thường những cơn gió dù chỉ là ở mức cấp 4, cấp 5 nhé. Đôi khi nó lại là tác nhân chính của sự nguy hiểm đáng sợ đấy ngay thời điểm nghe hết những tác nhân gây nên sóng thần chắc chắn nhiều bạn đang lo lắng và muốn biết xem có cách nào để nhận biết một cơn sóng thần trước thời gian nó tìm đến phải không ok tôi sẽ mách nhỏ các bạn những đặc điểm để chúng ta nhận biết về sự ghé thăm của cơn cuồng thủy Thực tế thì độ cao của sóng thần lúc còn đang đi đu đưa ở ngoài biển chỉ hơn so với sóng thần bình thường khoảng 1 mét thôi. Điều này khiến những ngư dân hay người đang bơi lội trên biển sẽ rất khó nhận biết được sóng thần. Chỉ khi đến bờ sóng mới chững lại và dâng cao lên vài mét hoặc vài chục mét, có khi cả trăm mét, lúc ấy chúng ta mới biết là sóng thần thì đã quá muộn mất rồi. Khi đem so sánh sóng thần và bão, ta nhận thấy bão tuy mưa to, gió lớn, kèm theo lốc xoáy, nhưng chúng ta có thể nhận biết được vị này từ rất sớm, ít nhất là vài ngày. Còn sóng thần thì sao? Hoàn toàn không, mà luôn luôn muốn tạo cho chúng ta sự bất ngờ. Vậy nên, trừ những thiết bị cảnh báo sóng thần mà một số quốc gia phát triển đã chế tạo và sử dụng, thì có thể trang bị cho mình một số kiến thức để nhận biết sóng thần như sau. Những cơn rung chấn động đất nếu xuất hiện tại những vùng ven biển thì khả năng xảy ra sóng thần là 90%. Nếu đi biển mà thấy nước biển tự dưng xuất hiện nhiều bọt khí nổi lên như nước ngọt có ga, có mùi bất thường như mùi xăng dầu hoặc mùi trứng thối thì nên cẩn thận nhé, vì mùi này có thể là do khí H2S dưới đáy biển bốc lên đó. Nếu bạn đang tắm biển và thấy có những dấu hiệu như vậy, khi chạm vào gây mẩn ngứa thì đó là những dấu hiệu cảnh báo sóng thần sắp tới. Thậm chí nước biển cũng nóng lên bất thường nếu không phải những ngày nắng nóng hoặc mưa bão. Trời có mây đen, ở phía đường chân trời có vệt sáng màu đỏ, biển thì nhấp nhô liên tục rồi lặng yên đột ngột, thậm chí nước biển còn rút ra xa bờ thì lúc đó chạy ngay đi còn kịp nha. Nước biển rút đi thực ra đó chính là lưỡi sóng thần hay còn gọi là độ hởm của nó. Nó rút đi để dồn nén lại và dâng cao lên. Trước đây một số người không biết còn thích thú trước hiện tượng này mà không biết rằng tử thần sắp trình diện. Đồng thời, khi sóng thần ập vào bờ, sẽ có âm thanh giống như tiếng còi tàu hỏa rú lên. Mà khi đó không cần nghe, chỉ cần thấy sóng dâng cao lên ngang với ít nhất một nửa tòa nhà thì đủ hiểu rồi mà phải không phải không tôi đoán chắc rằng nếu bạn có sở thích du lịch biển đang xem video hôm nay sẽ cảm thấy có chút ái ngại phải không đừng quá lo lắng nhé vì cho đến nay việt nam chúng ta chưa từng bị sóng thần tấn công lần nào cả cũng phải nói là có chút may mắn thôi Chẳng hạn như trận sóng thần ở Indonesia năm 2018 xảy ra ở vùng Ấn Độ Dương không phải do động đất mà là kết quả của núi lửa phun dưới biển làm sạt lở một khối lượng rất lớn đất đá ở đáy biển, từ đó tạo ra sóng thần. Dù cũng thuộc khu vực Đông Nam Á như Indonesia, nhưng hên là Việt Nam ta được bao bọc bởi Biển Đông, mà Biển Đông thuộc Thái Bình Dương nên trận sóng thần vừa qua không vượt qua Indo để tấn công vào Biển Đông, không gây ảnh hưởng gì tới các vùng bờ biển và hải đảo của Việt Nam. Dù thế nhưng tuyệt đối chúng ta đừng chủ quan vì đã gọi là may mắn thì không thể khi nào cũng được mãi như vậy. Các nhà địa chấn Việt Nam đã xác định hiểm họa sóng thần vẫn có thể xảy ra đối với Việt Nam trong tương lai. Hiểm họa đó có thể bắt nguồn ở ngay trong khu vực biển Đông. Nghĩa là trong khu vực biển Đông vẫn xác định được các vùng phát sinh ra động đất có thể gây ra sóng thần mà sóng thần xảy ra ngay trong biển Đông thì có thể tác động tới vùng bờ biển Việt Nam đấy. Tốt nhất phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh phải không nào? Tổng kết lại video hôm nay, chúng ta đã nắm được nguyên nhân hình thành nên những cơn sóng thần là do nhiều nguyên nhân, có thể là sạt bờ biển, núi lửa phun, động đất hay thậm chí là những trận gió với cấp tương đối trung bình. Video cũng đã trang bị cho các bạn những kỹ năng nhận biết dấu hiệu của một trận sóng thần trước khi nó tìm đến qua những kỹ năng đó, hy vọng các bạn sẽ vững vàng hơn trong việc nhìn nhận thiên nhiên mỗi chuyến mình đi du lịch biển nhé. Còn bây giờ, thời lượng của video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt các bạn và hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng mình trong những video tiếp theo nha. Xin chào.